Em xin chào tất cả các bác yêu hoa lan nhé, đang xem kênh. Nhà vườn nhà em là vườn nhà Minh, có địa chỉ tại xã Sơn Hàng, thành phố Lai Châu. Đấy. Vườn nhà em hôm nay sẽ lên một số những cái dòng hoa sơn thủy tiên mắt đậm nhé các bác nhé. Đây. Con hoa như hình này, cho nhé. Đây, em đứng gần để cho các bác xem. Mắt rất là đậm ạ. Đấy. Nhà em thuần trong cái chậu gỗ như thế này nha các bác nhé. Giò như hình mã số 31, giá 900. Tất cả những cái giò mà em báo giá ở trên là đã bao ship rồi nha các bác nhé. 900 bao ship. Rồi em lên giò mã số 4. Giò mã số 4, 700 bao ship. Giò này của em đang có 4 lồng hoa sẵn rồi nha các bác nhé. 4 lồng hoa này. Chờ bung này. Đấy, toàn bộ là mắt ạ. Toàn bộ là mắt ạ. 700 bao ship, mã số 4. Tiếp theo là mã số 15, 750. 750. Giờ này đang có 4 lồng hoa nha các bác nhé. Chậu gỗ ạ. Mã số 15, 750 bao ship. Em lên tiếp mã số 7 nhé các bác nhé. Mã số 7. Đây, trong một cái chậu giống tròn này giúp em. Đang có 3 lồng hoa. Đấy. Thân dài đẹp nhé các bác nhé. Tất cả những cái này dù là chưa nở nhưng mà em vẫn bao nở cho các bác nhé. Nếu như mà không nở ra mắt đậm thì các bác có thể là trả lại cho nhà vườn, nhà vườn sẽ hoàn lại toàn bộ. Các bác không mất bất cứ một cái phí gì nhé. Mã số 7, 600 bao ship. Em liên tiếp mã số 38. Mã số 38. Đây. Giờ này thì rất là nhiều hoa. Đấy. Đây các bác nhìn kỹ mà hoa giúp em nhé. Đấy, được chưa? Chuẩn mặt hoa, số lượng cây như là đây như hình nhé các bác nhé. Mã số 38, 1,2 triệu bao ship ạ. Em lên tiếp mã số 2. Mã số 2 nhé các bác nhé. Mặt bông rất là đậm luôn. Đây. Mặt bông rất đậm. Mặt bông rất là đậm. Giò này của em có rất là nhiều lồng hoa nha các bác nhé. 10 lồng hoa. 10 lồng hoa mới bắt đầu bung một lồng thôi. Đây. Rất là to đẹp. Đấy, mời các bác. Mã số 2, 1,4 triệu bao ship. Em lên mã số 8, 650. Mã số 8, 650. Cái mặt bông của cái giò này thì nó nâu nha các bác nhé. Nâu. Nâu thôi ạ. Đây. Giò này của em có 3 lồng hoa. Nó bắt đầu hơi mới hé một cái lồng này. Giò này của em mã số 8, 650 bao ship. Em lên tiếp mã số 5. Mã số 5, 700 bao ship. Mã số 5. Các bác chuẩn mặt hoa các bác sưu tầm nhé. Mã số 5 ạ. 700 bao ship. Em lên tiếp mã số 10. Mã số 10. Đây các bác ơi. Đấy, 3 lồng hoa mới bắt đầu bung thôi. Được chưa ạ? Đấy. Mặt hoa rất là đẹp nhá. Mã số 10 cho em 550 bao ship. Em lên tiếp mã số 19. Mã số 19. Mã số 19 này. Mặt hoa này các bác nhé. Đấy. Mặt hoa. Bây giờ đều đã bung hoa hết rồi cho nên là các bác có thể là chọn mặt hoa để về mình sưu tầm nhé các bác nhé. Đấy. Kết nối Zalo số 0912699280 hoặc 0829428798 thì em sẽ chụp ảnh chi tiết gửi cho các bác nhé. Mã số 19, 1,1 triệu. 1,1 triệu bao ship ạ.
Mã số 36. 36 các bác ơi, 700. Mã số 36, 700. Đây, mặt hoa 700 bác. Mã số 36, 700. Con này đẹp quá các bác ơi. Mã số 39 giúp em nhé. Mã số 39 giúp em. 8 ngọc, 8 ngọc, 8 ngọc rất là đẹp như thế này luôn. Giá là 750, em bao ship, bao nở, mặt đậm, mắt đậm cho các bác nhé. Sơn Thủy Tiên, em bao nở, mắt đậm cho các bác. Mã 39, 750 rất là đẹp luôn. 8 ngọc nụ. Em lên tiếp mã số 33. Mã số 33. Đây, chuẩn mặt hoa các bác yên tâm ạ. Cái này cũng có rất là nhiều những cái mầm nó đang lên rất là nhiều đây nha các bác nhé. Nhiều thân. Đấy, giò thần trong chậu gỗ giúp em. Mã số 33, 850. 850. Em lên tiếp mã số 12. Mã số 12 nha các bác nhé. Đấy, mã số 12. Được chưa ạ? Mã số 12. Giá là 1 triệu cho bao ship. Em lên tiếp mã số 1. Mã số 1 các bác nhé. Mã số 1 của em vẫn còn 5 ngồng hoa chưa bung. 6 đấy. Còn 6 ngồng chưa bung. 6 ngồng chưa bung và bông đầu tiên mới chỉ có mới hé ra như này thôi nha các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Được chưa ạ? Giờ lấy cho em mã số 1, 750, bao ship. Em lên mã số 35. Mã số 35 nha các bác nhé. Đây, các bác nhìn kỹ mặt hoa giúp em. Bởi vì là có thể là đến tay các bác thì hoa cái bông này do thời tiết nắng nóng là nó sẽ bị héo đi nha các bác nhé. Đây. Đấy, giò này của em này 450, mã số 35, 450, em bao ship nhé. Mã số 35, 450. Mã số 30. Mã số 30. Giò này thì mới có một ngồng thôi. Đấy. Vẫn câu nói đầu là em bao ship và bao nở hoa chuẩn bằng hoa sơn thủy tiên mã đậm luôn các bác nhé. Mã này cho em 30, 550 bao ship. Em trồng trong chậu gỗ các bác nhé. Rồi. Mã số 20. Mã số 20. Đấy, các bác nhìn rõ mặt hoa giùm em nha. Mã số 20. Rất là đẹp. Đây. Nhiều thân. Giá là 1 triệu bao ship mã số 20. Em lên mã số 34. Giờ này lên chưa anh? Chưa. Mã số 34 nha các bác nhá. Đây này, rất là đẹp và rất là thơm. Đấy, các bác nhìn mặt hoa giùm em. Rất là đậm đúng không ạ? Chuẩn mặt hoa các bác sưu tầm nhé. Mã số 34, 1 triệu 2 bao ship. Mã số 34, 1 triệu 2 bao ship. Em còn mã 37 này. Mã 37, 450. Mã 37, 450. Đây. Mã 37, 450 cho em. Rồi, em có một tác phẩm rất là đẹp đấy các bác ơi. Thần lũa, thần trên gỗ lũa nha các bác nhé. Đem để như này là các bác nhìn này. Đấy, giống một con công. Các bác có thể là trưng ở bàn như thế này. Do này của em mới bắt đầu bung có duy nhất một bông như thế này thôi. Cho nên là nếu như hợp nhãn thì các bác chốt nhanh giò này nhé các bác nhé. Mặt hoa này cực kỳ đẹp luôn. Cái màu này ở thật ra thì lên điện thoại em cảm giác như là nó cứ bị tươi sáng hơn ấy. Ở ngoài nó nâu như các bác ạ. Nâu. Giò này của em này. 2 4 5 6 7 8 ngồng hoa các bác ạ. 8 ngồng hoa mà giò này của em là 1 triệu 7 mã số 42 nha các bác nhá. 1 triệu 7 mã số 42. Đấy. Tác phẩm rất là đẹp luôn. Còn lụa 1 triệu 7 bao ship. Rồi. Sơn thủy tiên vọng. Em có vài giò sơn thủy tiên thường nha các bác nhá. Sơn thủy tiên thường. Đây, mã số 48 của em 300 em bao ship. Mời các bác sưu tầm rất là nhiều ngồng hoa. Đây là hoa vàng nha các bác nhá, chứ không phải là mặt đậm ạ. 48 300 bao ship.
À, tiếp theo mã số 47. Mã số 47 giờ này của em là hình như hơn 10 ngồng hoa. 11 12 ngồng các bác ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Em thuần trên địa giớm nhá. Mã số 47 350 em bao ship. Hơn 10 ngồng. À, mã số 49 sơn thủy tiên vàng nha các bác nhá. Đây này. Em thuần lâu rồi các bác ạ, trong chậu gỗ như thế này này, trong chậu gỗ này, cây rất là nhiều nhá. Mã số 49 350 em bao ship. Đó. Em mời các bác mình sưu tầm. Rồi. Tiếp theo em sẽ lên một số giò hàng rừng thuần nha các bác nhá. Rừng thuần 345 ở nhà em rồi ạ. À, em xin phép lên, đấy là anh cho em xin cái mặt hoa của gia báo. À, các bác ơi, đây là gia báo nha các bác nhá. Gia báo không phải cầm báo á. Em lên một cái giò mà có mặt hoa rồi cho các bác mình ngắm nhé. Đây, em mời các bác nhìn mặt hoa của gia báo này. Đấy, đốm nâu như các bác nhé, vì nó vừa mới hé thôi. Cái lưỡi của nó là hơi tím. Lưỡi nó là hơi tím giúp em. Đây, một cái giò này để em để đẩy lùi ra nhìn hết rồi. Đây các bác ơi, cái ngồng của nó rất là dài rồi. Một cái chậu rất là to như là trên tay em đang cầm nhé. Số lượng thân thì chắc là phải trên chục cây đây các bác ạ. Và ở đây đang có 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em đếm xương xương nó có 12 cái vòi nụ rồi. Đấy, trên một cái chậu gỗ rất là đẹp như thế này. Mã số 51 600 bao ship nha các bác nhé. Mã số 51 600 em bao ship. Hoa rất là thơm và bền. À, dòng này các bác về treo đến tháng 6, hết tháng 6 hoa mới tàn nha các bác nhé. Rất là bền, rất là lâu. Hương thơm thì dịu dàng, nhẹ nhàng ạ. Em lên giò tiếp theo, mã số 50 gia báo cũng thuần trên chậu gỗ. Giá 500 đã bao phí ship. Giá 500 đã bao phí ship. Giò nào cũng rất là nhiều thân và nhiều ngồng hoa nha các bác nhé. Đấy, các bác quan tâm chi tiết có thể là nhắn tin Zalo giúp em ạ. Rồi, em lên tiếp nha các bác nhá. Mã số 61 vẫn là gia báo. Những cái dòng mà thuần trên địa giới này, nhà em chia sẻ cho các bác với mức giá là 300 bao ship. Đấy, đây, các bác nhìn này. Cái giò lan rất đẹp thế này. Chơi hoa thơm bền và chơi thân lá rất là ok nhá. Đấy, rất là đẹp. Mã 61, 300 em bao ship. Em lên tiếp gia báo mã số 52. Gia báo mã số 52 còn trên chậu gỗ nhá các bác nhá. Các bác nhìn này. Em thuần lâu lắm rồi, dễ lử bám nhằm nhìn luôn. Các bác nhìn tổng thể giúp em. Gầu gần như là thân nào cũng cho rất là nhiều ngồng hoa như này. Tuyệt đẹp luôn. Mã số 52, 550.000 em bao ship. Rồi em lên tiếp mã số 63 đĩa giớn nha các bác nhé. Mã số 63 300 bao ship. Trung bình mỗi một cái đĩa giớn này của em sẽ có 7 đến 8 cây nha các bác nhé. 7 đến 8 cây da báo. Đấy, rất là nhiều ngồng nụ. Và giá của em là 300 bao ship. Mã số 63. Rồi em lên tiếp mã số 55. Mã số này, đây các bác ơi, trên tay em cầm đấy rất là đẹp này, cây cao thấp đều đẹp nhá các bác nhá. Đấy, giò này em chia sẻ cho các bác là 250 bao ship. 250 bao ship. Đây à. Rồi em tiếp theo mã số 56 cũng 250 bao ship. Mã số 56 250 bao ship. Rất là đẹp các bác nhá. Tiếp theo mã số 60, mã số 60 giúp em nhé, 300 bao ship. Mã số 60, đấy, cây to, bản lá này to lắm nhé các bác nhé, dày. Mã số 60, 300. Tiếp theo mã số 54, mã số 54 đây các bác ơi, giò này đẹp lắm ha. Ngồng đều cây, ngồng hoa rất là đều cây, rất là đều nữa các bác nhé. Đấy, bộ rễ này còn rất là lâu
rồi ạ. Mã số 54, 650. Mã số 54, 650. Rồi, em lên tiếp mã số 46. Mã số 46. Mã số 46 này là 600 nha các bác nhé. 600. Đấy, rất là nhiều màu và cây rất là đều đẹp các bác ạ. 600 đã bao ship nhé. Mã số 44. Mã số 44. Rồi này. Đủ áp chưa? Mã số 44 các bác ơi. Đấy. 44 600. 44 600 giúp em. Đấy. Vàng gió tác phẩm rất là đẹp luôn. 600 bao ship tốt nhất. Mã số 58 ra báo. 300 bao ship. Các bác có thể là dồn đơn nếu như mà thích nhiều giò nhé. Dồn đơn thì nhắn vào Zalo cho em có sức cho các bác nhé. Chưa? Đấy, giò này đẹp quá. Đồng hai bên này. Mã số 58, 300 ạ. Đây ạ anh. Đây ạ. Rồi tiếp theo mã số 59. Mã số 59. Đây, giò này của em 300 nha các bác nhé. 300, em bao ship ạ. Mã số 59. Rồi, tiếp theo mã số 57. Mã số 57. Đây là 250 em bao ship ạ. Mã số 57. Giờ này 8 cây. Đấy các bác ơi, giờ này 8 cây. Mã số 57, 250. Giao báo tiếp theo mã số 53. 53 nha các bác nhé. 53 này. 53 cũng 600 em bao ship cho các bác ạ. Đây này, toàn bộ ở trong vườn nhà em bao 4 năm rồi nhé các bác. Mã số 53, 600 em bao ship. Rất là to luôn, các bác nhìn thấy người em. Rồi em lên tiếp mã số 45. Giờ này cũng 600. 600 nha các bác ơi. Màu rất là dài. Em xoay để cho các bác nhìn ngắm bốn phía nhé. Đó, đấy chưa ạ. Giờ này của em là 45, 600. Rồi, em lên một tác phẩm lũa ra báo nha các bác nhé. Một tác phẩm lũa ra báo đấy. Một tác phẩm lũa ra báo cực kỳ tuyệt vời luôn. Em lại đẩy xa ra thì các bác mới nhìn thấy hết được cái giò ra báo này. Rất là dài luôn ạ. Đây ạ. Đây. Cực phẩm luôn. Nhà em thuần trên gỗ lũa nha các bác nhé. Đấy, trời ơi, em bê một tí nhưng mà cảm giác như là không bê nổi. Mã số 43 các bác ạ. Ai mà ưng thì dò tác phẩm này thì chốt cho em mã số 43. Giá là 900, em bao ship nha các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, em lên tiếp một giò cáo Lai Châu này các bác ơi. Một giò cáo Lai Châu, mã số 64. Cũng thuần trên gỗ lũa các bác ạ. Một giò cáo Lai Châu này các bác nhé. Em tếm xem to nhỏ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cả to cả nhỏ nha các bác nhé. 11 ngọn cả to cả nhỏ. Cáo Lai Châu, mã số 64, 850, bao ship. Tiếp theo là một giò kiều dẹt các bác ạ. Đấy, kiều dẹt này cũng là một cái giò, một cái loài mà giống khá là cao nha các bác nhá. Đấy, bác nào mà sưu tầm đấy thì em xin chia sẻ một giò là 400 bao ship được chưa? Kiều dẹt ạ. Kiều dẹt là 400 bao ship. Đây, em chia sẻ với các bác một loại mật ong rất là đặc biệt ở vùng Tây Bắc quê em nhá. Đó chính là mật ong khoái. Đó, mật ong khoái rừng nhé các bác nhé. Khai thác hoàn toàn tự nhiên thôi, do người dân đi bắt về và nhà em có thu mua lại nhé các bác nhé. Đây là nguyên tổ. Đây, những tổ mật ong rất là to. Nhà em đã thu mua được trong suốt cái mùa khô tháng 3 một con ong đi lấy mật nhé các bác nhé. Đấy. Rất là ngon luôn các bác ạ. Đây là nguyên những cái con ong khoái này.
Đấy, khi mà như thế này nhà em sẽ bỏ ra để lọc nhé các bác nhé. Những bác nào mà thích nguyên tổ như thế này thì nhà em cũng chia sẻ nguyên tổ nhé các bác nhé. Vâng, và để kết thúc cái video ngày hôm nay thì em xin chấp video vào một giò sơn thủy tiên mắt đậm nhé các bác nhé. Một cái giò tác phẩm cực kỳ đẹp được thuần trên chậu gỗ. Tuy là nó đã nở rồi nhưng mà nó sẽ hứa hẹn một cái mùa hoa sang năm cũng rất là tuyệt vời và rực rỡ. Cho nên là nếu như các bác nào mà có nhã hứng đối với cái giò lan này thì các bác cũng có thể là để lại thông tin hoặc là nhắn tin cho nhà vườn nhà em là vườn lan Hoàng Minh có địa chỉ tại San Thàng, thành phố Lai Châu. Số điện thoại chốt đơn của nhà em là 0912699280 hoặc 0829428798. Cảm ơn các bác đã xem like nhé. Giò này bác nào mà ưng ý, chốt mã số 3 cho em, 1.800.000 bao phí vận chuyển ạ.